chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Với nhiều năm kinh nghiệm cũng như là uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm uy tín nhất và chất lượng nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo cải thiện sức khỏe của chính bạn cũng như là gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi ngâm mật ong của Hàn Quốc. Đây chính là sản phẩm của chúng ta. Các bạn cũng biết đấy, hồng sâm có rất nhiều tác dụng đúng không ạ? Ngoài ra thì nó được ngâm với mật ong và mật ong cũng có rất nhiều tác dụng. Hai thứ đó nó kết hợp với nhau tạo ra những công dụng rất là tuyệt vời cho sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi ngâm mật ong này ạ. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số công dụng nổi trội của nó. Thứ nhất, công dụng của nó chính là cải thiện chức năng gan, thận cũng như là tuyến tiền liệt tuyến. Thứ hai thì nó làm giảm cái việc mất ngủ này, hay là rối loạn thần kinh. Đặc biệt với chị em phụ nữ chúng ta thì ngoài việc mất ngủ và rối loạn thần kinh thì chúng ta còn bị rối loạn sắc tố da đúng không ạ? Gây nám da, tàn nhan, vết nhăn hay lão hóa. Thì sản phẩm này cũng sẽ làm giảm đi việc rối loạn sắc tố da cũng như là việc rụng tóc của chị em phụ nữ chúng ta. Cái thứ ba đấy là nó bồi bổ cơ thể, giúp tăng sức đề kháng cũng như là khả năng miễn nhiễm của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ ít bị ốm hơn, cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và điều tiếp theo đấy chính là nó ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, điều hòa đường huyết, gia tăng thể lực và trí lực cho chúng ta. Đấy. Cuối cùng thì sản phẩm của chúng ta đây sẽ làm chống xơ vữa động mạch vành. Và các bạn nhé, nó sẽ có rất nhiều tác dụng hữu ích cho chúng ta nếu như chúng ta sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Và để làm sao sử dụng một cách đúng đắn và hiệu quả nhất để phát huy được hết các tác dụng của sản phẩm thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng sản phẩm để sản phẩm có thể phát huy tác dụng tốt nhất để cải thiện được sức khỏe cho bạn hay là cho chính gia đình của các bạn nhé. Đây chính là sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi ngâm mật ong của chúng ta đấy các bạn nhé. Xung quanh sản phẩm là đều được bọc kín này các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc sản phẩm ra nhé. Tôi đã bóc xong sản phẩm rồi. Các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong này, mỗi một hộp này là nó gồm có 10 củ nhỏ. Đây, tôi sẽ mở hộp lên. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy mỗi một trong hộp là gồm có 10 củ nhỏ và trong mỗi một củ lại được đóng như thế này ạ. Chúng ta sẽ bóc hộp này ra nhé. Đây, các sản phẩm của chúng ta đều được hút chân không một cách rất là cẩn thận và kỹ càng. Nên là chính vì vậy đảm bảo chất lượng của hồng sâm ngâm mật ong nhé, sẽ không bị hỏng được các bạn nhé. Và cách sử dụng là sẽ như thế nào ạ? Ở đây nó có nút xé, các bạn sẽ xé cái này ra. Xé cái nút này ra nhé. Thì sau đó các bạn sẽ dùng như thế nào ạ? Các bạn có thể cắt lát cái hồng sâm của chúng ta sao cho vừa miệng. Sau đó ngậm trực tiếp, ngậm xong thì nhai và nuốt cả bã. Cách thứ hai là các bạn có thể hấp cách thủy, thì các bạn sẽ cắt này, mỗi một hấp cách thủy thì cắt khoảng độ mỗi đoạn tầm một đốt ngón tay này đấy, hoặc là nửa đốt ngón tay cũng được. Sau đó các bạn cho một ít nước vào và hấp cách thủy trong vòng tầm 20 đến 25 phút. Sau đó thì các bạn sẽ uống và tốt nhất là nên dùng vào buổi sáng khi mà các bạn dùng cách hấp cách thủy này. Ngoài ra thì cái hồng sâm này các bạn có thể bóc ra và ngâm với rượu, uống cũng rất tốt. Hoặc là chúng ta có thể ngâm với ít mật ong nữa cho nó mềm ra. Thế xong rồi chúng ta sẽ pha trà ấy, trà Lipton chẳng hạn hay là trà gì đấy, xong các bạn cho vào uống cũng rất tốt cho cơ thể của các bạn. Ngày các bạn có thể uống từ 2 đến 3 lần. Và uống tốt nhất thì nên uống trước bữa ăn từ 3 đến 6 giờ. Đấy, nó sẽ mang lại những hiệu quả rất là tuyệt vời cho chị em phụ nữ cũng như là cho cánh mày râu chúng ta. Đấy. Nếu như mà các bạn dùng không hết nhá thì các bạn hãy cho vào, nếu mà cho được vào hộp kín thì tốt nhất. Thì nó sẽ bảo quản tốt hơn. Còn không thì các bạn sẽ gập lại như thế này ạ. Bịt kín đầu của nó nhá, xong các bạn cho vào trong tủ lạnh
không phải để ở ngoài này nhá. Khi mà chúng ta đã cắt ra rồi thì nó mất cái lớp hút chân không này rồi, nếu mà chúng ta để ở ngoài với thời tiết của Việt Nam thì nó sẽ rất dễ hỏng. Nên chúng ta dùng, nếu mà không hết thì chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh để chúng ta bảo quản, để sản phẩm của chúng ta vẫn có thể dùng được. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu với các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi ngâm mật ong của Hàn Quốc sao cho hiệu quả nhất. Với tiêu chí của chúng tôi là chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất để đem tới tay bạn cũng như là gia đình bạn, nhằm bảo vệ sức khỏe của bạn cũng chính như là bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn. Khi các bạn nhận hàng của từ Cora Shop 24 giờ, nếu như các bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm hay là không muốn nhận sản phẩm nữa, các bạn có thể cho hàng quay đầu trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi có chương trình đổi trả hàng trong vòng 7 ngày dành cho tất cả các quý khách theo dõi video này. Và để tìm hiểu thêm về sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi ngâm mật ong hay là bất cứ một sản phẩm nào về của Hàn Quốc thì các bạn có thể vào phần chat online của siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc liên hệ ngay với hotline của chúng tôi theo số 0904886428 để được tư vấn và mua hàng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.